Rồi anh sẽ chết dưới tay em Tùng mà. Bên trái là có, bên phải là không. Trái có phải không, trái có phải không, trái có phải không. Trời ơi, không bắt máy nữa. Vi ơi là Vi. Vậy đi giờ làm bèm gì vậy? À, trái phải không trái có. Phải là sao? Không có gì hả? Trái phải ý em muốn nói là anh và em đừng làm trái những điều mà chúng ta phải làm. có gì trong đó hay sao mà cứ trái phải hoài. Xin lỗi. Alo, tôi nghe này chị Hương. Alo, Tùng hả? Ủa, mà Tùng đang ở đâu vậy? Tôi đang có công chuyện, có gì không vậy chị Hương? Nói nghe nè, Hương nói nhanh lắm. Hương có hai cái vé đi xem kịch ma. Tùng đi với Hương nha. Hương sợ ma quá trời quá đất luôn á, nên mới rủ Tùng đó. Bây giờ gặp nhau làm sao? Thôi được rồi, để Hương tới đón. Tùng đang ở đâu vậy? Alo. Anh Tùng bận rồi. Anh Tùng bây giờ đang trong phòng tay của tôi rồi, đừng có làm phiền anh nữa. Ê, cái gì vậy Linh? Con nhỏ này đeo Tùng gì mà đeo như đĩa vậy mày? Da dễ sợ luôn. Mình phải tìm cách cắt nó mới được. Nè. Trời ơi Linh ơi, sao tự nhiên ăn nói kỳ cục vậy? Em đã nói mấy lần rồi, em không thích anh qua lại với cái bà đó. Qua lại cái gì, người ta mời tôi đi coi kịch mà. Anh ngồi yên đó, bây giờ uống nước cam xong đi, rồi em dẫn anh đi coi phim. Nói uống nước cam gì, nước cam mà tôi nghi ngờ có cái gì trong đây nè. Không có gì hết. Mấy giờ uống đi, uống đi. Uống nước cam đi anh. Trong nước cam có gì nói thiệt cho tôi nghe đi. Chứ tôi thấy nãy giờ cái ánh mắt nhìn vô hai ly nước cam này nó kỳ kỳ đó. Nó không có cái gì hết. Trời ơi, em đã nói rồi, anh thấy không? Cam vắt nguyên chất tươi, không có gì hết. Uống đi. Uống. Uống ly này đi, uống ly này đi. Quá uống ly, ly. Là cuối cùng vũ ly nào? Không, bây giờ thì hai đứa mình xì xong nữa. Xì xong là sao? Hả? Chứ giờ em uống biết ly nào nữa. Ủa giờ hai ly giống nhau, giờ uống ly nào cũng được, bắt gì phải xì xăm gì đó. À không, mình xì xăm là tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi cho trời nó. Trời Linh ơi, lớn rồi Linh ơi. Đâu có cần phải vậy đâu Linh, bây giờ thôi giờ mệt quá. Nói thiệt cho tôi biết đi, hai ly nước cam mà có cái gì trong đây? Anh Tùng, hình như trong anh không bao giờ tin em. Anh không có lòng tin ở em đúng không? Đúng. Tại Linh lúc nào cũng vậy hết á. Em khẳng định với anh, trong hai ly nước cam này không có cái gì hết. Anh không tin đúng không? Tôi không tin. Anh không tin đúng không? Ừ. Được rồi, em uống cho anh nhiều lòng. Rồi, hơi xuống nè, rồi uống nè. Có gì đâu. Rồi. Thì bây giờ anh uống đi. Anh Tùng. Giờ phải uống hả? Uống đi. Sao tôi cũng nghi ngờ trong ly nước cam mà có gì đó. Trời ơi, thôi đừng nghi ngờ, em uống chứng minh cho anh coi rồi. Anh nào mẹ, anh nào được Tùng. Ừ, chào con trai. Mẹ con ngủ cam nha. Ừ, ê, ê, dừng dừng, nó tay gì vậy? Con khát, con về con uống mà mẹ khát thì vô nhà lấy lọc uống.
nước cam này là của chú Tùng, ở đâu xuất xa xuất xác vô nhỉ? Sao uống đó chú Tùng cho con kìa. Ê không, anh bậy, con nít không được uống nước cam, con nít uống nước cam vô là dễ tổn hại sức khỏe lắm. Ủa, ngày sao tổn hại sức khỏe? Tổn hại sức khỏe là sao? Hả? À không, nói chung là nó không được uống nước cam này vậy thôi. Nó mới chơi thể thao nó nạp vitamin C vô là hợp lý, chẳng có gì cả. Uống đi con. Nhưng đó. Mà không. Anh ơi, vitamin C này, C này là dành cho anh. Anh muốn cho nó uống, uống đi con. Thì đó chú, cho con uống kìa, mẹ kỳ quá à. Không được, không được. Thôi vô trong lấy nước uống đi. Sao cái nhà này kỳ cục quá vậy trời. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không bao giờ ai nghe lời tôi hết. Rồi giờ sao? Hộp. Anh Tùng. Không được. Có winner ở nhà nha, không có để vậy được nha. Anh Tùng. Thôi bây giờ là anh nói nghe nè. Thôi lên ngồi xuống. Rồi thôi lên ngồi xuống đi, ngồi xuống. Anh Tùng. Tự nhiên uống ly nước cam xong tự nhiên bị kỳ cục. Tôi đi dây. Anh Tùng. Trời ơi, mệt quá, mắt mở không lên luôn mà. Say sẩm à? Ráng lên. Trời ơi, tới bây giờ mọi người nó vẫn còn bay bổng lân lân đi chờ cho tôi chết quá. Mệt quá mà. Ê, cái gì vậy? Hết hồn vậy? Tập sớm vậy chị? Vi. Ủa, Khoa làm gì mặt mày phờ phạc với chị? Thôi, chuyện tế nhị chị không nói đâu. Thôi, để chị giấu cho riêng chị biết. Ủa, hôm qua thấy ở chung cư chị với anh Tùng, chị với chú Tùng hẹn hò hả? Ủa, chuyện này cưng cũng biết hả? Trời đất ơi, anh Tùng á, thấy ảnh vậy á, ở ngoài miệng thì lúc nào cũng hơi. Nhưng mà khi về tới nhà, khi có hai người ở nhau, trời ơi, ảnh giống như là một con hổ mà đói mồi á, hiểu không? Thôi được rồi, chị giấu cho riêng chị biết, chị không có nói gì đâu. Nói chung bây giờ là anh Tùng đã thuộc về tôi rồi. Ai mà chỉ cần dòm ngó hay muốn ý định gì anh Tùng là sống không yên với Linh này đâu. Em hôm qua còn dám nhắn tin với mình nữa chứ. Âu quá. Giang ơi, khỏe quá ha. Ủa cô không nhớ gì hay sao? Chuyện tối hôm qua đó. Cũng hên nghe, nhờ có tôi đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không thôi là quậy banh chành rồi. Rồi tội nghiệp luôn cả thúi hẻo đời tôi đó. Nhớ không tối qua? Ủa, ba. Hồi tối qua chung cư mình có tiệc hả? Đâu có, chung cư đâu có tiệc gì đâu. Chỉ có phía tiệc bên cô Linh nè. Chứ chung cư đâu có cái gì đó. Trời ơi, bên kia hôm qua nghe, trời ơi con ơi, không thể tưởng tượng luôn đó. Nhớ không? Chú Đức. Anh Tùng, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em. Ông Đức ơi, mẹ con bị làm sao ông Đức ạ? Ông mà xem giùm con đi ông. Coi cái gì vậy? Nè, bị cái gì vậy? Bị cái gì đó? Hả? Cô sao vậy? Anh Tùng. Cái gì vậy? Phải. Đấy. Anh Tùng bằng xương bằng thịt đi mà. Cái gì trời? Anh Tùng. Trời đất ơi. Tùng à. Trời ơi. Em xin nhẹ nhàng như một con mèo. Cái gì mà như mèo dần chuột. Trời ơi, tôi là Đức mà. Không, anh là anh Tùng. Trời
Ở mẹ con hồi đau. Trời ơi mẹ mày làm sao vậy? Mẹ con bị cái gì rồi? Phải đưa đi bệnh viện cấp cứu thôi. Trời ơi, anh phải dùng bao giờ thoát khỏi tay em. Trời ơi, đi ông nước mắt quá. Thôi mà đừng nhắc chuyện hôm qua nữa, chú kỳ quá. Đúng là hết chỗ nói rồi à. Đi đây coi vậy. Ê, đừng có nói là mày cũng có uống nước cam nha. Nha. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na